Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Hồng Hồng Sát Thủ của tác giả Giả Cổ Long. Phần thứ 6, hồi thứ 19, Kim Lâu Bang. Nhìn đoàn sa mã đang lao đi vội vã một cách bất thường, Thảm Giang dù đã mệt nhoài vì vừa trải qua mấy ngày liền kiêm trình vất vả vẫn phải động tâm thẩm giang lặng lẽ bám theo hy vọng mọi người trong đoàn sa mã nếu có phát hiện cũng phải nghĩ thẩm giang là người vô tình đi chung lộ trình nhưng họa vô đơn chí đoàn sa mã không hề nghĩ như thế vút từ cổ sa mã cuối cùng một đại hán trung niên hùng hổ lao ra đứng chặn lối thẩm giang sao người vẫn mãi đeo đẳng bám theo đừng nói với ta ngươi không hề có ý đồ gì thẩm giang cười nhạt sau đó thản nhiên dịch qua một bên nước ngang gã đại hán nọ quan đạo là sở hữu chung của mọi người bằng cớ đâu tôn giá bảo tại hạ bám theo gã đại hán sừng sổ bạt ngay đại đao vẫn cắp bên người người muốn có bằng cớ ư thì đây hãy đỡ thẩm giang chợt xoay người chợt qua một bên thần tốc bị hụt đao gã đại hán mất đà phải chạy chúi về phía trước Thẩm Giang bĩu môi khinh bỉ nhìn gã, sau đó xoay người trở lại định tiếp tục bước đi. Nào hay đang có người chờ sẵn Thẩm Giang, vì thế vừa quay lại Thẩm Giang liền nghe người đó bảo: "Thân thủ quả bất phàm, cho hỏi cao danh quý tính của thiếu hiệp là gì?" Nhìn đối phương chỉ là một văn nhân nho nhã nhưng vẫn ẩn tàng tuyệt học kinh nhân, Thẩm Giang cố tình lẩn tránh câu đáp lời. Thiển nghĩ tại hạ và chư vị chỉ vô tình đi chung một lộ trình. Mục đích mỗi người mỗi khác hoàn toàn bất tiện cho việc xưng danh hoặc kết giao Mong được lượng thứ cáo biệt Thẩm Giang lướt đi và không muốn có những chuyện đôi co phiền phức Thẩm Giang cố tình lao lướt qua từng cỗ sa mã Có tất cả năm cỗ sa mã nối đuôi nhau Chiếc này cách chiếc kia độ năm trận Vì thế diễn biến nếu xảy ra ở cỗ sa mã cuối cùng Thì ở ba hoặc hai cỗ sa mã phía trên khó bề đoán biết từ cỗ sa mã đi hàng thứ hai chợt có tiếng quát quỷ ảnh vô thường vị thiếu hiệp đang đi xin hãy mau dừng bước cảm thấy quát như thế chưa đủ ở cỗ sa mã đó còn có thêm một bóng người ngáng lối thẩm giang nhìn đối phương có dáng dấp uy nghi đường bệ thẩm giang buộc phải lên tiếng nhìn ra thân pháp quỷ ảnh vô thường của tài hạ dám hỏi tiền bối là ai đó là người con niên kỷ sấp xỉ lục tuần nhưng âm thanh vẫn gióng giả như tiếng chuông ngân nếu thiếu hiệp đã thừa nhận danh xưng của thân pháp cho hỏi buồn bang chủ phải xưng hô như thế nào cho tiện thẩm giang cao mày. Nếu tiền bối không nói rõ rộng ý chỉ hỏi để tỏ ý kết giao thì xin miễn cho tại hạ. Vô phép gia phổ nguyên là bang chủ một đại bang nguyên cớ gì phải hạ cố kết giao với ngươi chỉ là một tiểu tử không hơn không kém sau tiếng quát nạt cắt ngang lời nói của thẩm giang từ cỗ sa mã thứ nhất liền có một nữ lang trắng như tuyết vén rèm bước ra. Thẩm Giang tuy có ngỡ ngàng trước nhan sắc có thể xem là thiên kiều bá mị của nữ lang, nhưng vẫn không quên lời hàm ý chế giễu và khinh mệt của nàng. Thẩm Giang cởi nhạt. Đương nhiên tại hạ có bao giờ dám mơ đến nghĩ chuyện vật quá phận, nhưng cô nương nên nghĩ cho người đừng đột hỏi tính danh không phải tại hạ. Nữ nhân có vẻ không ngờ gặp phải người chịu nói đốt chát và có đẩm lược nói đốt chát như thẩm giang nàng xa sầm nét mặt. Người có tin một nữ nhân như ta rồi sẽ dạy cho ngươi một bài học về lễ độ không? Thẩm giang lạnh dần khuôn mặt, may thay phổ thân của nữ nhân kịp lên tiếng để xoa dịu tình hình cũng là xoa dịu cơn phẫn nộ của nàng. Đổ rồi nghi nhi, chúng ta đang trên đường cầu thần y, vị tiêu hiệp đây cũng là một trong những người chúng ta cần nghi nhi hãy nghe ta hãy để tự thân phụ lo liệu thẩm giang chợt chuyển mắt vài lượt sau đó nhìn sững nữ nhân vừa được phụ thân gọi bằng tên nghi nhi thái độ của thẩm giang khiến nữ nhân thêm phẫn nộ phụ thân hãy xem ánh mắt của y nhìn kìa hạng tâm tà ý tà như y hài nhi khó thể tha thứ rút lời nữ nhân bật nao thật nhanh về phía thẩm giang với tiếng quát ngạo mạn ngươi vừa tự chuốc họa vào thân đấy ngươi có biết không Thẩm Giang khinh khỉnh quay người, sau một lần trượt đi Thẩm Giang đã cách xa nữ nhân phải đến bốn trượng là ít. Vút. Quá bất ngờ vì diễn biến này, nữ nhân sợ không kịp làm gì Thẩm Giang nữa bèn hét lên hạ lệnh. Mau chặn tiểu tử lại hiền thục đoan trang nhanh. Từ cỗ sa mã thứ nhất, bốn bóng danh nhân cũng xuân sắc xuất hiện. Họ với hãm thẩm giang vào giữa, thực hiện đúng mệnh lệnh của nữ nhân. Nữ nhân thấy vậy bật cười Liệu ngươi còn thoát được không Hả 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 Thẩm Giang đưa mắt lần lượt nhìn kỹ bốn nữ nhân vừa được nữ nhân kia gọi rành giọt là hiền thục đoan trang. Và như có điều bất nhẫn Thẩm Giang chặt quay nhìn nhân vật bang chủ kia. Tiền bối bảo đang cầu thần y cho hỏi đây là lễ nghi đón tiếp thần y của chư vị đó sao? Bang chủ cả cười. Đương nhiên không phải thế nhưng vì tiểu nhi đang phẫn nộ bổn bang chủ đành phải khuất tất thiếu hiệp một lúc vậy vô thiểu thẩm giang chật chậm giọng nếu vậy tài hạ nguyện lĩnh giáo tuyệt học của lệnh ái còn bốn vị này xin miễn cho tài hạ việc động thổ nữ nhân nọ đã tiến đến gần lập tức hạ lệnh cho bọn ngươi lui đừng để ý nghĩ ta hơn được y nào dựa vào nhân số thẩm giang quay lại diện đối diện với nữ nhân vì phải đối chiêu nếu tài hạ có nhất thời mạo phạm mong cô nương chớ trách Thái độ cột thẩm giang làm cho nữ nhân tái sắc Sao người có tư cách gì đủ để mạo phẩm ra cắt nghi ta Hay lo giữ cái cẩu mạng của ngươi thì hơn Đỡ Thẩm giang đột nhiên cởi vang ha 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 Dù có là cẩu mạng nhưng đâu dễ để cô nương tỏa nguyện Lui lại nào ầm Ra Gia Cát Nghi bị bức lồi chứng tỏ thẩm giang vừa nói đúng, nàng đâu dễ tỏa nguyện. Gia Cát Nghi thịnh nổ Hóa ra hạng cẩu tặc như ngươi cũng có đôi chút bản lĩnh lần này thì khác. Nhìn vầng kim quang vụt lóe lên từ tâm trưởng của Gia Cát Nghi, sắc mặt thẩm giang liền tỏ ra trầm trọng. Cô nương thật sự muốn đổ huyết mới chịu thôi ư. Vậy đừng trách thầy hạ không biết tiếc ngọc thương hoa. ầm à, Ngay khi tiếng chấn cành còn vang dội, cả thẩm giang và Gia Cát Nghi cũng nghe vị bang chủ vận lực quát. Đổ rồi cả hai hay dừng tay lại. Thẩm răng điểm một nụ cười hài lòng dịch thân lỗi lại Thế nhưng Gia Cát Nghi vẫn lanh lạnh quát Vẫn chưa đủ đâu hiền thục đoan trang đánh Miệng quát chân dịch chuyển tay phát chiêu Thợ ra cát nghi lồng lộn lao vào tiếp tục trận chiến Cho dù bốn nữ lang hiền thục đoan trang cũng đã xông vào theo lệnh của gia cát nghi Bằng cái lướt mắt nhìn thật nhanh Thẩm giang kinh nghi khi phát hiện bọn hiền thục đoan trang tuy ào ào xông vào nhưng dường như họ đang tiến hành một đấu pháp nào đó rất kỳ quặc họ không tiến đến để loạn đả trái này họ tiến thoái rất có quy cổ bằng chứng là ngay khi ổn định cước bộ thật ngẫu nhiên họ hợp cùng ra cắt nghi để hình thành trận vây đánh với năm người chiếm cứ năm góc tương tự như năm cánh của đóa hoa mai đồng thời ngoài ra Cát nghi đã lỡ phát chiêu bọn hiền thục đoan trang hiện giờ tạm thời vẫn chưa phát cảnh động tâm vì tin rằng bọn hiền thục đoan trang không chỉ xuất hiện chiếu lệ Nhất định họ đang có sẵn dự liệu gì đó chắc chắn rất lợi hại. Thẩm Giang thay vì xuất chiêu hoàn thổ đành cẩn trọng dịch người tránh chiêu công của Gia Cát Nghi. Nào ngờ Gia Cát Nghi thật sự đắc ý quát ẩm lên. Tự ngươi tìm cái chết, ngũ hành khai môn kim tỏa khổn đầu đánh. Bọn Gia Cát Nghi năm người đến lúc này mới đỡ lộ dụng ý. Sau tiếng quát của Gia Cát Nghi tất cả cùng nhẹ nhàng nâng cao ngọc thổ. Vung vẩy hất ra mỗi người một kính nhưng không hề nhắm vào Thẩm Giang. Dù vậy với chỗ sở học hiện giờ Từ khi biết cái dịch lối lúc nãy Đã vô tình lọt vào giữa trận vây đánh Của phe đối phương năm người Đồng thời biết rằng họ có ý đồ Dùng trận ngũ hành để dễ bẻ đắc thổ Thẩm giang tự biết bản thân Đang lâm vào hiểm cảnh Càng thêm căm phẫn ra cát nghi Ngoài việc nàng tự tung tự tác Cố ý bất tuân lời ngăn cản của phụ thân Giờ như nàng đang quyết dồn thẩm giang vào tử địa Thẩm giang bất ngờ gầm lên như tiếng sấm động Hừ, đừng quá ỷ chậm vào trận ngũ hành cũng đừng đắc ý vội hãy xem tài hạ phá trận đây đớ với thức ngũ hành khai môn và hợp chiêu kim tỏa khuẩn đầu năm ngọn kình của bọn gia cát nghi từ khi xuất hiện vì không nhắm thẳng vào thẩm giang chỉ hời hợt phát chiêu lao sượt ở ngoài vô tình tạo ra một hợp lực xoay theo một chiều hóa thành một lực xoáy đỉnh cuốn hút thẩm giang vào giữa nào ngờ nhị kinh của thẩm giang vừa đánh ra lại có tác dụng ngược lại cũng xoáy nhưng là xoáy theo chiều đối nghịch khiến hợp chiêu khá lợi hại của bọn Gia Cát Nghi trở nên vô dụng. Gia Cát Nghi thuật trong qua đấu pháp đối đầu của Thẩm Giang sát mặt lập tức đỏ bừng. Nàng thịnh ngộ lôi đỉnh, nếu không khuất phục được ngươi đừng kể ta là thiếu bang chủ kim lâu bang. Ngũ hành tại vị kim tỏa trùng trùng tất cả hãy tận lực. Ào ào. Toàn bộ Nam cảnh đều được bọn Gia Cát Nghi dồn cả vào giữa, tạo áp lực như ngọn núi thái quật thẳng vào thẩm giang trước diễn biến này sắc mặt thẩm giang vụt đánh lại sắt khí phủ đầy gương mặt thẩm giang nhanh nhận khoa tròn song thổ với hai tâm trưởng ẩn lên hai màu khác biệt một đỏ như máu và một trắng như ngọc nhưng khi thẩm giang đã đến lúc phải nhả kênh để đối kháng lại hợp chiêu kim tỏa trùng trùng kia một ý nghĩ chợt bật lóe lên trong tâm trí vì thế Thẩm Giang đột nhiên thở dài, đồng thời với hai chân chật chấp động toàn thân Thẩm Giang bỗng cất bổng lên không, vọt thoát khỏi hợp kình sắp sửa nghiền nát Thẩm Giang. Quá bất ngờ nên không kịp thu chiêu bọn ra các nghi cổng kêu hoảng, nguy tai làm sao bây giờ, tất cả hướng lên mau, ầm ầm. Dù đã kịp thời hô hoán bảo tất cả cùng hướng trưởng lên cao, nhưng đâu phải ai cũng có phản ứng nhanh nhạy như nhau do đó đã có hai kình vì vẫn giữ nguyên phương vị nên có hai tiếng chấn kình vang lên khiến hai người trong bọn họ phải loạn trọn lùi bước cũng may ra cát nghi không nằm trong số hai người bị trưởng kình kích phải vào lúc này thẩm giang đã ông dung hạ thân ở bên ngoài cách trận ngũ hành phải đến hai trưởng và thẩm giang bình thản nhìn bọn ra cát nghi vẫn còn hỗn loạn Ra cát nghi đang quắc mắt nhìn hai nữ lang vừa lỡ bổ tự quật kình vào đồng bọn Ra cát nghi rít qua kẽ răng Tiểu đoan tiểu thục hai người cố tình kháng lệnh giúp địch thoát chết ư Bị ra Cát nghi đề quyết như vậy Hai nữ nhân đoan thục lập tức phục người xuống hốt hoảng biệt minh Xin công chúa minh giết nô tỳ vì nhất thời bấn loạn nên Thiếu bang chủ xin xá tội chúng nô tỳ thật sự không cố ý Thấy sắc mặt của Gia Cát Nghi vẫn hầm hầm, hai nữ nhân còn lại dù còn loạn trọng vẫn cố gắng quỳ xuống xin tội cho tiểu đoan tiểu thục. Một nữ lang bẩm, Nô tỳ biết tiểu đoan tiểu thục không cố ý chỉ do nhất thể lầm lẫn thôi. Nữ nhân còn lại tỏ ra phẫn hận, không sai. Sở dĩ có chuyện này là do tiểu tử kia quá tráng ngụy không phải lỗi của chúng nô tỳ. Thẩm Giang dâng mục lực nhìn vào ghi nhớ ký diện Mà của hai nữ lang vợ bẩm báo xin tội cho tiểu đoan tiểu thục. Gia Cát Nghi vẫn chưa nguôi giận, tuy nhiên bang chủ phổ thân nàng bỗng bước đến cởi lớn. Ha ha ha, không ai có lỗi cả. Nghi Nhi hãy thừa nhận sự thật này thì hơn. Bản lĩnh của thiếu hiệp kia vẫn trên bậc Nghi Nhi xa, đừng khó dễ cho bọn thuộc hạ nữa. Chợt quay sang nhìn thẩm giang bang chủ kim nô bang cởi tươi tỉnh. Xem ra nếu không được thiếu hiệp vào lúc tối hậu kịp nương tay, tiểu nữ và bọn thuộc hạ vô dụng khó tránh họa sát thân, bản lĩnh như thiếu hiệp ra cắt quân mô hết sức ngưỡng mộ và bái phục. Thẩm giang cất giọng chậm chậm hỏi. Sau những gì vừa xảy ra, Gia Cát băng trổ vẫn còn tươi cởi được sao? Gia Cát quân vẫn tỏ ra hớn hở. Gia Cát mỗ quản giáo bất nghiêm, lúc nào cũng bị nghi nghi lấn lướt đó là lỗi của mỗ. Dẫu thế nếu không tận mắt một kích bản lĩnh bất phàm của thiếu hiệp, không riêng gì tiểu nữ sẽ không bị một bài học nhớ đẩy. Đến mỗ cũng không thể nào biết trên đời này lại có người có bản lĩnh vật trước niên kỷ như thiếu hiệp. Thử hỏi chuyện như vậy mỗ không mừng và không tươi cởi sao được ngẫm lại từng lời của gia cát quân vừa giải thích nếu thẩm giang không ngấm ngầm biết rõ lão là ai có lẽ thẩm giang đã hiểu rằng gia cát quân là hạng tuy có thân phận cực cao trong kim lô bang nhưng lại là một thân phổ quá nuông chiều ưu ái cốt nhục vì lẽ đó lão mới bảo lão mừng xem đây là cơ hội có thẩm giang là người thay lão dạy cho gia cát nghi ái nữ một bài học cho không còn thói ngỗ ngược đến bất trị nhưng tiếc thay cho gia cát quân thẩm giang lại hiểu biết khá rõ vẻ lão do đó thẩm giang chỉ nhếch môi cười nhạt lệnh ái vốn là kim chi ngọc diệp tài hạ nào dám nhận lời quá khen tặng của bang chủ bất quá để bảo vệ sinh mạng tài hạ đành phải tận lực vô tình bêu xấu trước mặt bang chủ gia các quân vợ như không thấy thái độ trước sau vẫn lật nạt của thẩm giang lão thản nhiên tiếp tục đối thoại như đã nói mỗ và mọi người đang trên đường đi cầu thần y May sau gặp thiếu hiệp đây vừa có bản lĩnh thâm hậu và là người gián tiếp thừa nhận có liên quan đến bậc danh y đại tài từng vang danh 50 năm trước. Là quỷ bất kiến tử, bệnh bất lai, ngưỡng mong thiếu hiệp cho vài lời điểm hóa. Thẩm giang thở giải ngao ngắn, ra cắt quân vừa chứng tỏ công phu hàm dưỡng thâm hậu, để đạt mục đích nó không tiếc lời tán dương hầu đưa thẩm giang lên tận chín tầng mây. Tuy nhiên thẩm giang vì có ẩn tình sâu kín đành phải đáp ứng lời khẩn thiết phỉ tất đã thật sự là thành tâm thành ý của lão thẩm giang nhìn mọi người đều là thuộc hạ của gia cát quân tài hạ tuy không phải danh y nhưng với chút hiểu biết về y lý cũng nhận thấy rằng hầu hết chư vị đều bị độc chất tiềm tàng trong nội thể tuy vậy gia cát quân không chờ thẩm giang nói hết đã vỗ tay reo lên quả không hổ danh hậu nhân của đại danh y Mỗ biết ngay mà gặp được thiếu hiệp đúng là gặp cứu tinh tả hữu hộ pháp hay mau mau tìm chỗ lưu ngộ nào gần đây nhất chúng ta phải tiếp đái tiểu thần y thật chú đáo từ cổ sa mã thứ ba lập tức có hai bóng người loang loáng nao đi qua những diễn biến này thẩm giang vì có hơi nghi ngờ nên buột miệng hỏi độc chất do chư vị vừa nhiễm rõ ràng không ngăn cản chư vị vận công tại sao chư vị phải dùng đến những phương tiện này khi di chuyển trong ánh mắt của gia cát quân có thoáng xuất hiện một vẻ nghi ngờ nhưng ngay sau đó Gia Cát Quân đã lấy lại vẻ điềm tĩnh làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Lão đáp. Đã tinh thông y lý hẳn thiếu hiệp phải hiểu độc chất có sớm công phạt hay không còn tùy vào bản lĩnh mỗi người. Trong bọn thuộc hạ đương nhiên phải có người vì công phu yếu kém nên khó thể đi đứng nhanh nhẹn. Bất đắc dĩ mỗ phải chọn phương tiện này dù biết rằng sẽ làm kinh động đến những ai hiểu kỳ. Gia Cát Nghi từ nãy giờ vì đang nghe đã hiểu thẩm giang quả nhiên đang rất cần cho mọi người giải độc nên thái độ cũng đã phần nào hỏa hoãn. Tuy nhiên khi nghe thẩm răng nêu nghi vấn này tiếp đó là lời giải thích của phụ thân, nàng chợt bĩu môi lên tiếng nói xen vào. Tuy đây là phương tiện rất dễ gây kinh động và nghi ngờ cho mọi người, nhưng bất kỳ ai có ý đồ gây bất lợi cho bổn bang tự kẻ đó phải chuốc lấy thảm họa. Thầm hiểu ra các nghi vẫn tỏ ý bất phục và lời nói của nàng cũng nào là lời hăm dọa ngấm ngầm thẩm giang chợt cởi lạnh. Cao nhân tác hữu cao nhân chỉ, Tài hạ tuy chưa rõ thực lực của quý bang là thế nào nhưng theo tài hạ trộm nghĩ, trên võ lâm hiện giờ vẫn còn nhiều bang phái với thế lực thật sự hùng hậu. Nhưng họ thật sự kéo đến quý bang liệu có năng lực đối đầu không? Lần đầu tiên ra cắt quân để lộ sắc mặt trầm trọng khi lên tiếng hỏi. Ý thiếu hiệp muốn nói đến bang phái nào? Thẩm giang thản nhiên đáp. Như thánh giáo chẳng hạn, ra cắt quân nén nén nhìn ra cắt nghi sau đó đột ngột lắc đầu với thẩm giang nếu là thánh giáo mô không ngại bởi tệ bang bây giờ đã là hảo bằng hữu với thánh giáo thẩm giang động tâm thật phải ư vậy còn thổ ấn môn thì sao dương gia viện thì sao ra cắt quân hắng giọng kiến văn của thiếu hiệp thật uyên bác khiến mỗ phải tin chắc rằng người như thiếu hiệp chẳng phải hạng vô danh bây giờ mỗ buộc phải thỉnh giáo cao danh quý tính của thiếu hiệp mong thiếu hiệp chớ chối tử thẩm giang cởi nhẹ chẳng phải bang chủ vừa gọi tài hạng là tiểu thần y đó sao không phải tại hạ muốn che giấu lai lịch nhưng sự thật vẫn là sự thật tại hạ hoàn toàn hài lòng với danh xưng và được bang chủ gắn cho gia cắt quân cao mày thiếu hiệp có ẩn tình khó thể tiết lộ thân phận lai lịch thảm giang quả quyết gật đầu đó là điểm tại hạ phải cầu xin sự lượng thứ của bang chủ nếu cảm thấy bất tiện tại hạ thật không dám lưu lại nữa cáo biệt gia cắt quân khẩn trương kêu được rồi được rồi nếu Thiếu Hiệp không tiện nói mỗ đành ưng thuận gọi Thiếu Hiệp là tiểu thần y. Cũng vừa kịp lúc tả hữu hộ pháp kim lâu bang quay lại, họ luân phiên bẩm báo. Bang chỗ quanh đây chỉ toàn đồi núi chúng ta đành phải tạm lưu ngộ ở những động khẩu cách đây không xa. Bang chỗ từ phía bắc như có người cũng muốn đi đến Vĩ Long Sơn này. Nếu buộc phải lưu lại đây thuộc hạ nghĩ cần phải tuần phòng nghiêm ngặt giám sát bất kỳ ai tìm đến. Ra các quân cởi lạnh người đang đến vị tất giám đối đầu bổn bang tuy nhiên cứ như hữu hộ pháp vừa đề xuất hãy cho người giám sát không để bất kỳ ai xâm nhập vào còn tả hộ pháp hãy mau đưa đường nam cô sa mã lần lượt dịch chuyển đi đến tận chân vĩ long sơn nơi thẩm giang vẫn luôn, luôn đưa một quang nhìn rõ từng địa hình đang chú một quan sát thẩm giang chợt nghe tiếng cáo quát của gia cát nghi vang lên ở phía sau cũng sắp đến nơi rồi ngươi không thể cố chịu đựng một lúc sao tiểu hiển thẩm giang quay nhanh lại vừa kịp nhìn thấy một trong bốn nữ lang đi theo sau hầu hạ gia cát nghi đang từ từ khuỵu ngã thẩm giang có phần nào lưỡng lự không biết có phản ứng như thế nào cho phải vào lúc đó gia cát nghi lại gắt tiểu trang cũng bị nội thương như ngươi nhưng vẫn cố chịu đựng ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa có được không tiểu hiền chợt nghĩ ra một cách có thể ổn thỏa thẩm giang nhanh nhận bước lại gần tiểu hiền đây cũng là lúc tiểu đoan tiểu thục định đưa tay nâng tiểu hiền dậy phát hiện động thái khác lạ của thẩm giang ra gia cắt nghi nhăn mặt người có ý định làm gì thẩm giang thản nhiên gạt tay tiểu đoan tiểu thục ra vừa đỡ tiểu hiền dậy thẩm giang vừa giải thích là tiểu thần y đương nhiên tại hạ thấy bệnh không thể không cứu và lại đây cũng phần nào là lỗi của tại hạ không lẽ tại hạ không thể tỏ chút thành ý rút lại thẩm giang ung dung dìu tiểu hiền bước đi để so tăng nỗi nghi ngờ vẫn còn hiển lộ trên nét mặt của gia cắt nghi thẩm giang lên tiếng hỏi tiểu hiền cô nương đừng cố gượng hãy để tại hạ tiếp trợ ít chân lực bây giờ thì thế nào cảm thấy ổn chưa được thẩm giang thật lòng quan tâm sắc mặt tiểu hiền càng lúc càng nhuộm hồng và điều đó khiến cho gia cắt nghi đỗ kỹ nàng hậm hực bảo dẫu sao ngươi đừng quên tiểu hiền là nô tỳ của ta và cũng là nữ nhân câu nam nữ hữu biệt như thế nào hẳn ngươi phải nhớ thẩm giang bật cười cô nương nên dành câu đó cho người khác riêng tại hạ thân danh là tiểu thần y bất đoạn ai cần đến tại hạ đều kể là bệnh nhân không hề có sự phân biệt nam hoặc nữ hay chủ bộc hoặc giả cô nương cũng muốn tại hạ chăm sóc như vị cô nương này gia cát nghi đỏ mặt lý nhí trong miệng ta ta không thèm vẫn cười cười thẩm giang cứ chậm chậm dìu tiểu hiền đi phía sau và thẩm giang không thể không phát giác ánh mắt nhìn canh tị thi thoảng gia cát nghi vẫn tìm cách ném lại phía sau trong khi đó tiểu thục, tiểu đoan và tiểu trang cũng nén nén nhìn Nhưng bọn họ nhìn vì cảm phục thẩm giang hơn nàng ganh ghét với diễm phúc vô tình đến với tiểu hiền Và có lẽ tiểu hiền đang thật sự xem đó là diễm phúc Nàng hoặc còn đang mệt hoặc đã hết mệt nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác này Nên hai mắt vẫn cứ nhắm nghiền mặc cho thẩm giang ở bên cạnh dìu đi Gia Cát Nghi càng nhìn thấy càng hậm hực vì trong mắt nàng cảnh tiểu Hiền đang được thẩm giang dìu đi là một cảnh chỉ xảy ra giữa đôi tình nhân hoặc phu thê và cảnh này không hiểu làm sao cho gia cát nghi sốn mắt lạ đó là nguyên nhân khiến gia cát nghi đột nhiên kêu lên ra lệnh sắp đến nơi rồi tiểu thần y cần phải nghỉ ngơi để bắt đầu chuẩn bệnh và điều trị cho mọi người tiểu thục tiểu đoan hay đỡ lấy tiểu hiền đừng để tiểu thần y phải vất vả nữa đoán biết rõ tâm trạng của gia cát nghi thẩm giang vì không muốn già néo đứt dây nên phải giao tiểu hiền cho tiểu đoan tiểu thục sau đó thẩm giang vừa đưa mắt nhìn quanh và bảo mọi người muốn lưu ngụ ở đâu tùy ý riêng tài hạ cần một động thất sạch sẽ và kín đáo đó là nơi tài hạ lần lượt chuẩn bệnh cho mọi người gia cát quân vẫn không tỏ thái độ nào khác lạ cho người thực hiện ngay đề xuất của thẩm giang và gia cát quân là người đầu tiên tìm đến chỗ thẩm giang trước gia cát quân đột nhiên hỏi thiếu hiệp như đã biết bọn mẫu đang bị loại độc chất nào xâm nhập nội tạng thẩm giang nghiêm sắc mặt tài hạ chỉ đoán biết một phần để dễ dàng điều trị thạ cần phải biết chính xác cơn Tuyệt đối không để bất kỳ lầm lẫn nào xảy ra Ra cắt quân nghi hoặc Phải định bệnh như thế nào Có hai cách Một là trích huyết để nhận định rốt độc tố gây hại Cách thứ hai là tuần tự thử qua từng dược liệu Có như thế mới biết loại dược liệu nào là phù hợp cho từng người Ra cắt quân nhân mặt Thiếu hiệp chọn cách nào Thẩm giang thở ra Vì nơi đây không sẵn dụng cổ Cách thứ nhất không thể thực hiện phải chọn cách thứ hai dù phải mất nhiều thời gian hơn mất bao lâu thẩm giang giải thích đầu tiên tài hạ phải biết rõ chân lực nông sâu của mỗi người dựa theo đó sẽ biết cần phải dùng dược liệu với cân lượng bao nhiêu làm việc này chỉ ít phải mất một ngày nếu nhân số quý bang độ vài mươi ra các quân nóng này để lộ một điều thẩm giang muốn biết toàn bộ bang chúng ở đây chỉ có mười tám người chưa đến hai mươi vậy thì chỉ nửa ngày hoặc ít hơn là đủ thẩm giang gật đầu càng tốt nửa ngày còn lại thầy hạ sẽ đi quanh đây để thu nhập dược liệu từ mai trở đi cứ theo đó mà cho mọi người thử qua các loại dược liệu chỉ hai ngày sau sẽ thu được kết quả chắc chắn ra cắt quấn mỉm cười nếu chỉ mất trước sau ba ngày thiếu hiệu quả đúng là tiểu thần y nhưng thiếu hiệp định dùng cách nào để đo lường chân lực từng người ấn chứng nội lực ư thẩm giang cũng mỉm cười đúng là ấn chứng nhưng không phải ấn chứng với tại hạ bang chủ thử dụng lực ấn vào vách đá này nhìn vào vách đá thẩm giang vừa chỉ ra các quân nghi hoặc nếu mô dụng lực ấn vào Thiếu hiệp có thể đoán biết mức độ thâm hậu của mỗ sao thẩm giang ông dung giải thích đây là điều ít người biết cứ mỗi một ly được lún sâu vào cả năm mười năm công phu tu vi không tin băng chỗ thử xem gia các quân định thực hiện nhưng chặt quay lại hỏi nhưng trước hết mỗ muốn biết thiếu hiệp đã đoán ra phần nào nguyên nhân bị ngấm độc liệu có đáng cho mỗ tin tưởng vào tài thần y của thiếu hiệp chăng thẩm giang mỉm cười tại hạ biết thế nào bang chủ cũng hỏi câu này không sao nếu cần để bệnh nhân tin tưởng tại hạ đành phải trở chút tài mọn vậy phải chăng ai trong chư vị cứ đôi ba ngày một lần đều có hiện tượng hoa đầu trống mặt chỉ muốn nôn không ra Cát quân gật đầu miệng bảo thiếu hiệp nói tiếp đi thẩm giang trầm trọng bang chủ đang nghĩ có lẽ nhờ tại hạ ngấm ngầm theo dõi bé lâu nên dễ dàng đoán đúng điều này không hề gì tại hạ có cách làm cho bang chủ hết nghi kỵ theo sắc mặt của chư vị mà nói hiện tượng thầy hạ vừa đề cập tuy chỉ xuất hiện không lâu. Nhưng có nguyên nhân là do chư vị đã trải qua thời gian dài hít phải lưu hoảng. Ra các quân thoáng giật mình. Thiếu hiệu quả là thần nhân đã đoán đúng sự thật. Và như vậy phải chăng độc tố bọn mỗ bị nhiễm đều do lưu hoảng gây ra. Thẩm răng lộ vẻ trầm ngâm. Thầy hạ không nghĩ chỉ có riêng lưu hoảng vì muốn minh bạch. Thầy hạ buộc phải thử qua từng loại dược liệu như vừa giải thích cho bang chủ nghe khi nãy. Gia Cát Quân cũng có vẻ trầm tư. Ngoài Lưu Hoàng, thật sự mỗi không thể nghĩ ra còn thêm độc chất nào khác. Hay là nhờ Thiếu Hiệp tìm dược liệu điều trị riêng cho loại Lưu Hoàng này thôi. Thẩm Giang cởi nhặt. Bang chủ sợ tại hạ ngẫm ngầm hãm hại. Nếu là vậy, tài hạ xin cáo tử. Vẫn với lối hăm dọa này, Thẩm Giang làm cho Gia Cát Quân hoảng sợ. Lão vội đáp ứng. Thôi được, cứ tùy theo Thiếu Hiệp vậy. Dứt lời ra các quân thật sự vận lực, ấn thật mạnh vào vách đá, lưu lại đó một dấu chẳng tay thật sâu. Thẩm Giang chật hít mạnh một hơi. Công hỷ bang chủ đó có thần lực ngoài một giáp tí đến bảy mươi năm công phu tu vi. Ra các quân mỉm cười. Thiếu hiệp chỉ quá, khen mỗi chỉ cần sớm điều trị khỏi chất độc là tốt. Thẩm Giang vột thay đổi ý định. Nhân của bang chủ đây để khỏi phí thời giờ. Tài hạ nghĩ chỉ cần bang chủ cho tài hạ biết bản lĩnh của từng người là đủ. Qua đó Tài Hạ vẫn dễ dàng cân nhắc điều lượng bang chủ nghĩ sao. Gia Cát Quân kinh ngạc, thiếu hiệp không cần gặp từng người, thẩm giang đáp, cũng cần những làm cách này tiện hơn và nhanh hơn. Tuy vẫn bán tín bán nghi nhưng Gia Cát Quân cũng phải thừa nhận đây là cách tiện lợi nhất. Nó tuần tự nêu rõ bản lĩnh từng nhân vật trong bang. Chỉ kém mẫu một ít là tả hữu hộ pháp, tiểu nữ nghi nhi chỉ sấp xỉ 20 năm chân lực, những người khác thì Chờ lão nói xong thẩm giang đột nhiên hỏi, nhưng bang chủ từng nói trong số thuộc hạ có không ít người khó thể đi lại sao vẫn chưa nghe bang chủ đề cập đến. Ra Cát Quân phỉ cười Cũng có đôi ba người vì chân lực của họ chỉ xấp xỉ bọn Tiểu Hiền nên mỗi nghĩ Thiếu Hiệp cứ theo đó mà định liệu thẩm răng gật đầu. Vậy là rõ rồi, giờ tài hạ sẽ đi tìm dược liệu. Phải ít nắm hai canh giờ nữa tài hạ mới quay lại bang chủ và mọi người nhớ bảo trọng và thẩm giang thản nhiên bước đi rồi trong lòng thừa biết ra cát quân sẽ cho người ngấm ngầm theo dõi hồi thứ hai mươi âm mưu bại lộ vẫn mải mê tìm kiếm và hái thật nhiều dược liệu đột nhiên thẩm giang xoay người và biến mất vào một chỗ khuất lấp lập tức có tiếng hô hoán ấy y đâu rồi phát hiện rõ vị trí xuất phát âm thanh thẩm giang chợt người lao ra và hiện thân ngay sau lưng hai gã đại hán với hai thanh đao năm năm trong tay thẩm giang hắng giọng nhị vị tìm tại hạ ư hai gã lập tức quay lại ngươi quá muộn thẩm giang lạnh lùng điểm huyệt khống chế cả hai lôi cả hai vào chỗ khuất thẩm giang nhanh nhẹn chút bỏ y phục của một gã một lúc sau trong lúc gã đại hán cũng có thanh đao trong tay thẩm giang hớt hơ hớt hải chạy chợt có một bóng người lao ra chắn lối đã xảy ra chuyện gì hay tiểu tử đã thẩm giang hất mạnh đại đao lên là chuyện này vồ Nhân vật kia quá bất ngờ đành tìm cách vừa lùi vừa tránh đau miệng kêu. Ngươi! Thẩm Giang chỉ chờ phản ứng này của đối phương tả thủ bất ngờ bật xỉa ra với tiếng rít khẽ. Chống! Hự! Thở phào nhẹ nhõm Thẩm Giang đưa tay cậy miệng nhân vật nọ nhét vào một khoản thuốc. Sau đó thẩm giang còn dùng dao cứa nhẹ vào thân hình nhân vật nọ làm cho máu huyết ứa ra. Dòng máu huyết vừa lấy thẩm giang so nên khắp mặt tự biến thành kẻ vừa bị địch gây thương tích tự hài lòng với bản thân thẩm răng lầm thầm nói thành lời nhưng muốn cho nhân vật kia nghe với mê hồn giờ hy vọng các hạ chỉ tỉnh lại sau ba canh giờ nữa nếu bất phục sau này cứ tìm thẩm răng ta đến khi sắp sửa quay lại nơi bọn gia cắt quân lưu ngộ thẩm giang kinh nghi khi nhìn thấy đang có cảnh huyên náo xảy ra chắn lối một gã đại hán thẩm răng hỏi bang chủ đâu gã nọ không thể nhìn ra thẩm răng Và lại với thương tích đó thẩm răng có hỏi bang chủ cũng là điều dễ hiểu gã nhanh nhỏ đáp bang chủ đang cùng mọi người đối phó với một nhân vật tự xưng là nhậm hiểu lam Người bị ai đã thương vậy thẩm giang đáp là ngươi gã ngọ lại bị thẩm giang chế ngự huyệt đạo phải ngã ra không chậm thẩm giang lập tức lấy từ trong người ra một nắm dược liệu đã hái sẵn sau đó ông dung chạy thẳng vào những sơn động đã được bọn gia cắt quân chọn làm chỗ lưu ngộ trong một động thất bên tả thẩm giang vừa đưa mắt nhìn qua phải kìm nén lắm mới dằn được phẫn nộ một gia cát nghi đang sừng sững uy nghi đứng giữa bọn nô tỳ hiền thục đoan trang với ngọn trường tiên trên tay gia cát nghi vừa quát vừa quật túi bụi vào bọn nô tỳ nhưng như thẩm giang tinh mắt nhìn thấy chỉ những ngọn roi quật vào tiểu hiền mới được gia cát nghi dồn tận lực kỳ dư những roi còn lại chỉ đủ dọa bọn thục đoan trang sợ hãi thôi thẩm hiểu tại sao có trận thịnh nộ này và tại sao chỉ có tiểu hiền là bị gia cát nghi cố tình hành hạ thẩm giang vừa hốt hoảng chạy sọc vào Bên ngoài đang có biến thiếu bang chủ Chát Sẵn ngọn roi trên tay ra cắt nghi Quật tạt vào thẩm giang Làm cho y phục phải bị cướp một lần dài ra cắt nghi còn quắt Có biến thì đã sao Ai cho ngươi tự tiện lao vào Thẩm giang nhịn đau trực nhớ đến nắm dược liệu đã thổ sẵn trên tay Đây là chỗ dược liệu tiểu thần y tìm về Theo lời sai bảo của tả hộ pháp Thuộc hạ vinh nhất thời muốn đưa ngay đến cho thiếu bang chủ Nên mới có hành vi đợt đột này Gia Cát Nghi cởi nhạt xòe tay ra đưa về phía trước. Có thật là dược liệu không mau đưa cho ta. Thẩm Giang vội bước đến gần và tận tay trao cho Gia Cát Nghi. Vừa cầm nắm dược liệu vào tay từ miệng Gia Cát Nghi liền bật ra tiếng hét. Ngươi là ai dám hí lộng với ta, ngươi thật đáng chết. Binh! Quá bất ngờ Thẩm Giang phải bị kênh của Gia Cát Nghi chấn lội. Chưa hiểu tại sao Gia Cát Nghi sớm phát hiện sự giả mạo nhưng Thẩm Giang vẫn có phản ứng thần tốc quay ngoặt người thẩm răng lướt đi lao thật nhanh về phía tiểu hiền nhưng khi tay vợ chạm vào tiểu hiền thẩm răng nghe tiểu hiền hét toáng cuồng đồ vô lễ ngươi tiểu hiền dù bị hành hạ đau nhưng phản ứng vẫn nhanh nhạy và lợi hại với một kình cật nực quật thẳng vào tâm thất thẩm giang không thể để mất cơ hội hiếm có thẩm giang vung tả thủ thi triển một thủ pháp tinh diệu tài hạ đành đắc tội vậy hự vừa chế chỗ xong huyệt đạo của tiểu huyền nhưng chưa kịp có hành động gì tiếp theo Thẩm Giang chợt nghe từ phía sau có tiếng rít gió ập đến. Víu, biết ra Cát Nghi đang dùng trường kiếm ám toán. Thẩm Giang vội trộm lấy Tiểu Huyền và đưa chân dịch bộ tránh chiêu. Có tiếng ra Cát Nghi phẫn nộ. Quỷ ảnh vô thường hóa ra là ngươi tên cẩu ta có mưu đồ sảm sỡ. Đỡ, thấy thân phận bị lộ quá sớm. Thẩm Giang dùng hữu thủ hất mạnh đại đao. Xem chiêu. ầm, uhm. Đao phong quá mạnh đổ để hóa giải và bức ra Cát Nghi phải thối lùi. Thẩm Giang Nhân đó dùng đại đao như ngọn ám khí ném mạnh về phía Gia Cát Nghi. Lần này ta tạm tha cẩu mạng của ngươi sẽ không có lần thứ hai đâu. Hử, choang. Ngọn đao sượt ngay trên đầu Gia Cát Nghi cắm phập vào vách đá. Điều đó khiến Gia Cát Nghi phải có một thoáng kinh tâm táng đẩm bất động thân hình. Khi hoàn hồn thấy Thẩm Giang đã đưa Tiểu Hiền chạy mất dạng Gia Cát Nghi giận dữ quát vang, đuổi theo. Gia Cát Nghi chạy về phía nào thì bọn tiểu thục ba người vì sợ Gia Cát Nghi quả phạt cũng tất tả chạy theo. Tuy nhiên bóng dáng của Thẩm Giang chỉ còn là bóng chim tăm cá không dễ tìm. Đang đưa Tiểu Hiền đi bằng khinh thân pháp những tưởng đã quán tuyệt nhân trận. Thẩm Giang chật than thầm khi nghe có tiếng tả hộ pháp đột ngột vang lên. Này Tiểu Hiền đã làm sao ngươi định đưa Tiểu Hiền đi đâu? Đưa mắt niếc nhìn, thấy tả hộ pháp tuy đang từ một bên nào đến nhưng quãng cách vẫn còn ngoài hai trượng Thẩm Giang sau một thoáng đắn đo cân nhắc đột ngột tăng nhanh cước lực và lao đi. Tào Pháp dĩ nhiên phải phát giác có chuyện mở ám, lão cũng tăng lực đuổi theo. Đứng lại ngươi đừng mong chạy thoát. Ngước mắt nhìn quanh, Thẩm Giang thật sự nản lòng vì phía chân núi định chạy đến, hóa ra lại là một vách núi đá sừng sững. Cũng nhận ra tình huống sắp sửa tuyệt lộ của kẻ khả nghi Tào Pháp gầm thị uy. Ngươi đã lâm vào tuyệt lộ rồi, nếu không đứng lại và để ta bắt được chớ trách ta phải hóa kiếp cho ngươi với một ý định vừa nảy sinh thẩm giang bất ngờ quay người lại và quát đứng lại nếu trái lệnh ta buộc phải hạ thủ vị cô nương này thẩm giang chỉ quá tống cùng nên mới làm liều như thế nào ngờ tả hộ pháp lại thất thần kinh hãi phải dừng lại ngay đắc ý thẩm giang quay mặt tiểu hiền về phía trước vừa cố tình giải khai á huyệt cho nàng vừa tiếp tục đe dọa tả hộ pháp lão phải đứng yên không được đuổi theo ta nếu không tuân thủ hãy xem đây thì biết ta không hề dọa xuống. Bóc khẽ vào mệnh môn huyệt của Tiểu Hiền. Thẩm Giang hài lòng kinh hãi nghe nàng bật kêu. Bá bá ối. Tạo pháp thuận mặt đứng yên mặc cho Thẩm Giang đang từng bước từng bước kéo Tiểu Hiền lùi đến tận chân núi. Chỉ khi Thẩm Giang bắt đầu vận dụng khinh công thượng thẳng. Kéo Tiểu Hiền nhảy vọt lên trên ông rông đặt chân lên đầu một tảng đá phải cách đất đến ba trượng. Tạo pháp minh như người bừng tỉnh nao kêu lên. Quỷ ảnh vô thường tiểu thần y thiếu hiệp định đưa tiểu hiền đi đâu Lại bị lộ thân phận lần này thẩm giang đành phải dùng ống tay áo lau sạch những huyết tích vừa cố tình bôi khắp mặt Không sai tại hạ cố ý tìm đến quý bang chỉ vì tiểu hiền cô nương Xem ra lão rất quan tâm đến tiểu hiền Nếu là vậy hãy yên tâm giao tiểu hiền cho tại hạ Tránh cho nàng khỏi bị ra cắt nghi hành hạ nữa Tiểu hiền nghe thẩm giang thừa nhận như thế vội lên tiếng Thiếu hiệp chính là tiểu thần y Thẩm Giang thoáng nới tay tạo cơ hội cho Tiểu Hiền có thể nhìn lại phía sau. Khi đã thấy rõ diện mạo Thẩm Giang một nghi vấn tất yếu liền được Tiểu Hiền nêu ra. Tại sao Thiếu Hiệp quan tâm và lo lắng cho Tiểu Hiền? Thẩm Giang mỉm cười bí ẩn khi nghiêng đầu phụ nhĩ vài câu. Thoạt nghe Tiểu Hiền ngẩn người liền ngay sau đó Tiểu Hiền quay lại nói vọng xuống cho tả hộ pháp nghe. Bá bá mau quay lại đi đừng lo lắng cho Điệt Nhi. Tả hộ pháp vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Y vừa nói gì sao chưa gì Tiểu Hiền đã tỏ ra quá tin tưởng Y, Y là ai? Tiểu Hiền bối rối chưa biết phải đáp hoặc giải thích thế nào, bất ngờ nghe Thẩm Giang kêu lên hoảng sợ. Không thể chậm được nữa, lao ra các quân băng chỗ đã chạy đến kia kìa. Vòng tay ôm sát Tiểu Hiền vào người Thẩm Giang quay lại mặt hướng vào vách đá và hét. Lên! Vút! Sau vài lượt thi triển thân pháp quỷ ảnh vô thường, Thẩm Giang đã đưa Tiểu Hiền lên đến, đến độ cao gần 20 trượng và phải hai mươi trận nữa mới lên đến đỉnh vách đá vào lúc đó cả thẩm giang và tiểu hiền cũng nghe ra cắt quân vận lực cầm vang tiểu thần y hóa ra ngươi chỉ vì một tiểu hiền cố tình lập mưu để qua mặt ta ngươi đừng mong chạy thoát sau khi đưa mắt nhận định địa hình vẫn còn đầy khó khăn mới vượt qua thẩm giang chợt bảo tiểu hiền ngộ biến phải tông quen tạm thời cô nương hãy bám vào lưng tại hạ nhất định tại hạ sẽ đưa cô nương thoát thân tiểu hiền đỏ bừng mặt lý nhí bảo Tiểu số hai người cứ để ta lại Tuy ra cắt nghi ghét bỏ ta Nhưng ta vẫn được nam công bá lo lắng Ta e không thoát nổi thần công cái thế của bang chủ Đã lâu lắm rồi Thẩm Giang mới nghe lại hai chữ tiểu số Vì thế Thẩm Giang càng thêm quyết đoán Lão sẽ không đuổi kịp Nếu ngay bây giờ cô nương làm theo lời tại hạ nhanh lên Có phần miễn cưỡng Tiểu Huyền tìm cách vòng ra phía sau lưng Thẩm Giang Với địa thế thật khó khăn Tiểu Huyền phải thu hết đẩm lực Mới thực hiện được một hành vi thoạt nghe tưởng rất dễ Thẩm Giang biết là khó nên nên tiếng trấn an. Đừng nhìn xuống dưới nếu không. Bất ngờ Tiểu Hiền vừa vòng tay ôm cứng quanh thân Thẩm Giang vừa kêu lên hoảng loạn. Không ổn rồi bang chủ chỉ còn cách chúng ta không đẩy năm trượng. Nghe thế chính Thẩm Giang cũng phải thất kinh. Sợ cho khinh thân Pháp cũng quán tuyệt nhân trần của lão nhân ra cắt quân. Tuy thế Thẩm Giang vẫn không thay đổi ý định. Toàn thân Thẩm Giang vụt tung lên cao mang theo Tiểu Hiền ở phía sau. Vút Chàng cười đắc ý của gia cát quân bất ngờ vang đến từ một khoảng cách thật gần. Hãy ngoan ngoãn quay lại, đừng cố gắng một cách tuyệt vọng nữa. Ha ha ha. Biết não đuổi đến khá gần, thẩm giang bất ngờ dặn tiểu hiền nhắm mắt lại và đừng rời khỏi tại hạ. Tuy chưa hiểu thẩm giang định thực hiện hành vi mạo hiểm gì, nhưng trong tình huống này tiểu hiền đâu còn cách chọn lựa nào khác. Vừa có cảm nhận vòng tay của tiểu hiền đã thắt chặt thẩm giang bật người gầm lên chính bang chỗ mới đừng đuổi theo tại hạ một cách vô vọng xem đây Từ đã toàn thân rơi xuống Thẩm giang do đã dồn sẵn chân lực nên hữu kình cũng được quật ra do chỉ còn non trưởng nữa là đuổi kịp thẩm giang gia cát quân thật sự kinh ngạc trước hành vi quá ư mạo hiểm đang được thẩm giang thực hiện kinh ngạc quá hóa giận lão gầm lên là ngươi muốn chết chớ trách ta một vầng kim quang bừng sáng lên từ tâm trưởng của lão gia cát quân và trận này thần tốc lao ập vào ngọn kênh của thẩm giang tạo nên một chấn động không gì sánh nổi ầm à, thẩm giang càng cười to hơn hà 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 bang chủ thật quá khách sáo đâu cần tiến thầy hạ trọng hậu đến vậy do bị tác động của chấn kình toàn thân gia cắt quân đương nhiên phải tụt xuống dưới quãng một trượng trong khi đó lão tức tối nhìn thẩm giang nhờ biết nâng theo sóng cảnh nghiễm nhiên bay vọt lên cao đến năm thước hoặc hơn càng nghe thẩm giang cười lão càng tức tối nó quát vọng xuống dưới trong khi vẫn tiếp tục dùng khinh thân pháp quyết đuổi theo thẩm giang. Mọi người mau tìm cách vây bắt tiểu tử chớ để tiểu tử chạy thoát. Vút, thẩm giang vẫn đang thoăn thoát neo lên. chợt nghe tiểu hiền thầm thì đè tỉnh. Tất cả đều túa chạy. Nếu có đường vòng và họ theo đường vòng kịp chạy đến trên kia trước chúng ta. Phía này tiểu xuống ngơi hết đường tiến thoái. Thẩm giang ngước mắt nhìn lên phải mười mấy trận nữa mới lên đến đỉnh rồi lại nhìn xuống dưới ra cắt quân đang thu ngắn khoảng cách chỉ còn ba trượng hoặc kém hơn sau khi lượng định tình thế thẩm giang chợt nghiêng đầu nói thật nhỏ cho tiểu hiền nghe nếu cô nương có thể nhìn xuống dưới chờ khi nào không còn bóng người nào nữa hãy cấp báo cho tại hạ hay tiểu hiền vì nghe rõ nên kinh hãi sao leo ngược lên còn không thoát không nên ngươi muốn chạy trở xuống để nạp mạng thẩm giang nhăn mặt điều gì tại hạ nói ra tất đang lo liệu cả cô nương hãy làm theo đừng để lão gia cắt quân đoán ra thế nào rồi biết thẩm giang hỏi là hỏi về điều đã căn dặn tiểu hiền thở giải đáp họ đã đi hết rồi ngươi muốn chết thì ta cũng nguyện chết cùng ngươi thẩm giang chật rít chớ có nói nhảm hãy giữ chặt tay vào một lần nữa thẩm giang cố tình để toàn thân rơi xuống nhìn thấy lão gia cắt quân đang ngơ ngác nhìn lên thẩm giang lập tức quật tung một cảnh. lão vẫn đuổi theo ta à đỡ hít mạnh một hơi ra cắt quân bất ngờ phô diễn khinh thân pháp vô thượng và cười ẩm lên hả 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 ngươi định dùng thủ đoạn lúc nãy ư ừ, dễ thế sao từ vách đá ra cắt quân uốn mạnh ra ngoài làm cho thân hình lập tức lìa ra đổ để cho trưởng kình của thẩm giang lao sượt qua chỗ trống bị hột kình toàn thân thẩm giang đương nhiên phải lao ào ào rơi thẳng xuống vút đã thế khi đưa được thân hình vào trong vách đá trở lại Gia cắt Quân do vị thế đổi thay, lão ở trên vào thẩm giang đổi thành phía dưới. Nó còn quật thêm một cành vào thẩm giang, ngươi tự tìm chết, Vô. Thẩm giang và kinh hoàng hất ngược lên trên một cảnh như muốn đỡ vào trưởng lực của Gia cắt Quân. Và như kịp nhớ lại, làm như thế là tự sát thẩm giang vừa thu tay về vừa gào vang. a à, Tiểu hiện tưởng thật tưởng phía này cả hai chắc chắn phải chết. Nàng thủ thì nói vào tai thẩm giang Tuy ta nguyện chết cùng người nhưng chết như thế này thật khó lòng nhắm mắt Thẩm giang nghe vậy hoang mang không hiểu tại sao tiểu hiền này có những lời này Nhưng do đang mãi cẩn trọng cho lần mạo hiểm thập tử nhất sinh này Thẩm giang đành ngấm ngầm để tâm chờ sau này sẽ hỏi trong minh bạch Trong khi đó thẩm giang vẫn kéo dài tiếng gạo À Ngược lại khi thấy thẩm giang tuy cô rơi nhưng là cách rơi khá kỳ lạ ra cắt quân kinh nghi tìm cách bám vào vách đá để tiếp tục dõi nhìn những động thái của thẩm giang lão siết mực kinh hoàng thẩm giang đang rơi chợt tìm cách chạm chân vào một tảng đá không để cái chạm làm cho hai chân gãy vụn thẩm giang nhanh chóng để thân hình trượt xuống và trượt ngay bên trên khối đá chưa hết như ra cắt quân đang kinh hãi dõi nhìn thẩm giang sau một lúc bị trượt đà rơi có phần giảm lại Thẩm Giang vẫn tiếp tục để thân hình rơi xuống đứng vào một khối đá khác ở phía dưới. Lại chạm chân lại trượt, sau đó tiếp tục rơi. Thẩm Giang cứ để như chuyện đó tuần tự xảy ra. Sau năm lần bảy lượt như vậy, vừa đúng lúc chạm chân vào tảng đá sau cổng. Thẩm Giang đã làm cho đá rơi hoàn toàn chậm lại và mất hẳn. Rồi với lần trượt cuối cùng, Thẩm Giang ông dung tuột từ đỉnh đầu khối đá trượt luôn đến đất bằng. ngẩng đầu nhìn lên thấy ra các quân hiện giờ chỉ còn là một điểm nhỏ tít trên cao Thẩm Giang cười vang à bang chủ phải tự bảo trọng xin cáo biệt và thẩm giang tung mình lao đi nghe tiếng thẩm giang cười tiểu hiền ngơ ngác mở mắt và khi biết cả hai vậy nào vẫn sống tiểu hiền cũng đưa mắt nhìn ngược lại vách đá lúc này tiểu hiền mới thật sự tỏ ra vui mừng hay quá mọi người giờ đang leo lên đến đỉnh họ đang trố mắt nhìn theo kìa dù biết tiểu hiền chỉ nói theo cảm tính vì nàng không thể có mộc lực đủ để nhìn thấy những ánh mắt trô trố của bọn họ nhưng thẩm giang vẫn phải để nàng nói vì có như vậy Thẩm Giang mới thấu hiểu Tiểu Hiền vui như thế nào nếu thoát khỏi sự hành hạ của Gia Cát Nghi. Và Thẩm Giang nghĩ Tiểu Hiền xứng đáng hưởng niềm vui to lớn này. Hồi thứ 21 Thổ Ấn Môn Vẫn sợ Gia Cát Quân tiếp tục truy đuổi. Thẩm Giang vừa chạy đến chân núi phía Tây bỗng ngoặt người lao ảo ảo lên sườn núi. Thay vì tìm cách mau chóng ly khai vị Long Sơn. Lấy làm lạ Tiểu Hiền vẫn được Thẩm Giang mang trên lưng chật thoải ngươi định dùng kế kim thuyền thoát xác khiến bọn họ mất phương hướng trí đuổi thẩm giang gật đầu bây giờ trời sắp tối nhất định họ phải nghĩ tài hạ vì muốn thoát thân phải chạy luôn trong đêm đây là cách duy nhất để tiểu hiền thở dài ngươi lầm rồi và quá xem thường bang chủ nói về mưu kế tại e trên đời này không ai hơn lão lão sẽ nghĩ như ngươi và sẽ sục tìm khắp vĩ long sơn này thẩm giang vẫn đoan chắc cô nương cũng đừng xem thường tài hạ ít nhất hai lần tài hạ đã để lộ cho lão thấy cơ trí của tài hạ do đó Tiểu Hiền ngắt lời. Hai lần đó ngươi đắc thổ vì lão không ngờ và cũng không dám nghĩ là ngươi dám làm. Còn bây giờ thì khác nó sẽ vận dụng tâm cơ để dễ dàng răng bẫy vào bắt giữ hai ta. Thẩm Giang Phỉ cười. Cô nương đoan chắc lão sẽ dụng tâm cơ hơn người của lão. Chắc chắn là thế. Vậy thì lần này lão cũng sẽ lầm kế tại hạ. Tại sao? Vì đây là kế trong kế mưu trong mưu. Do lão nghĩ tại hạ sẽ quanh quẩn nơi này, lão sẽ quyết liệt truy tìm. Đến một lúc nào đó vì nhớ lại cái mưu tài hạ đã từng vận dụng, lão sẽ không dám xem thường tài hạ, lão lại nghĩ. Tài hạ dụng mưu cao hơn và bây giờ thật sự đã cao chạy xa bay. Lão phải đuổi theo hoặc tiếp tục việc cầu tìm thần y của lão, cô nương đủ thấu hiểu không? Tiểu hiền kinh nghi, kế liền kế, ngươi tin chắc lão sẽ lầm, nhất định. Còn bây giờ tạm thời chống thái vào đây ẩn thân trở trời sáng. Thẩm giang với một lực tinh tưởng lập tức đưa tiểu hiền vào một động khẩu vừa phát hiện chưa kịp nghỉ ngơi thẩm giang nghe tiểu hiền hỏi này thiếu hiệp đúng là tiểu số độ nào bất ngờ lọt vào âm ti cảnh thẩm giang cười muốn cô nương tin thì dễ thôi cho đến giờ tài hạ vẫn nhớ chỉ có một mình cô nương là quan tâm và lo lắng cho tài hạ suốt thời gian chờ thương thế bình phục sau cùng tài hạ nhớ lần cô nương nói với tài hạ rằng ta muốn giúp ngươi nhưng thật sự ta lực bất tòng tâm đúng không trong đêm đen là vậy thẩm giang vẫn nhìn thấy tiểu hiền dùng mình không sai hóa ra ngươi đã thoát đúng tài hạ đã thoát chỉ sau mọi người không lâu rồi ngươi nhỏ đâu có được thân thổ như bây giờ thẩm giang đáp chuyện dài lắm từ từ tài hạ nói cho cô nương rõ nhưng tiểu hiền vẫn hỏi ta chỉ muốn nghe bây giờ chí ít là tính danh thật của ngươi thẩm giang phải chiều theo tài hạ họ thẩm tên giang thẩm giang tuy đó là tiếng kêu dường như lặp lại của tiểu hiền phát ra theo cảm tính nhưng không hiểu sao thẩm giang lại bảo nàng cô nương thích tính danh của tài hạ như thế nào dễ nghe và dễ gọi không nàng đáp đúng là dễ gọi cô nương gọi lại một lần nữa đi thẩm giang tiểu hiền vừa gọi xong thẩm giang trồm đến nắm giữ tay nàng cả kinh tiểu hiền kêu ngươi bất ngờ thẩm giang dùng tay còn lại bịt kín miệng nàng trong khi đó để tránh mọi ngộ nhận không cần thiết thẩm giang thì thào vào tai nàng đừng kêu có người nấp quanh đây ánh mắt của tiểu hiền liền để lộ sự nghi hoặc Kiểu nàng muốn hỏi gì Thẩm Giang vẫn bịt miệng và giữ tay nàng Thì Thảo giải thích Lần đầu cô nương gọi tên Tài Hạ Rõ ràng Tài Hạ nghe có đến hai người cùng lên tiếng Đến lần gọi sau quả nhiên kẻ bí ẩn kia Đã ngậm miệng tự cáo giác hành tông Ánh mắt của Tiểu Hiền lần này lại để lộ sự kinh hoàng Vẫn hiểu nàng muốn hỏi gì Thẩm Giang lắc đầu và thì thầm Không phải bọn ra cắt quân Vì nếu là họ Họ đâu cần ngấp lâu như vậy đang giải thích bất chợt thẩm giang cảm thấy ở ngón tay tiểu hiền như có đeo một vật không sợ tiểu hiền hiểu lầm thẩm giang dùng tay mân mê vật đó một cảm giác quen thuộc chợt đến với thẩm giang như vật đó thẩm giang đã từng sờ nắng mân mê động tâm thẩm giang thì thào bảo vào tay nặng lúc rơi vào âm ti cảnh tài hạ có để mất một vật do ra da mẫu dao lại phải chăng chính là vật cô nương đang đeo trong tay thẩm giang lại cảm nhận tiểu hiền đang sống mình Lần này thẩm giang chịu không thể hiểu trạng thái của nàng Không thể hiểu tại sao nàng lại có phản ứng này Vì thế chẳng lại thì thảo Nếu đúng là di vật của gia mẫu cô nương hay cho tại hạ nhật lại Nàng lắc đầu Cùng lúc đó bàn tay nàng cũng co lại dấu vật mà thẩm giang vừa hỏi Thẩm giang thở dài giải thích Kẻ đang ẩn nấp có thân thủ vào hạng cao cường Nếu tại hạ động thổ át sẽ cây kinh động đến bọn gia cắt quân chỉ có di vật do gia mẫu lưu lại mới giúp tại hạ dễ dàng đắc thổ mà không gây nên hỏa. Bàn tay nàng khẽ nới lỏng và nàng chỉ nới lỏng hoàn toàn khi nghe thẩm giang nói thêm. Nếu cô nương vẫn thích vật đó sau khi dùng xong tại hạ sẽ tiếp tục giao cô nương giữ. Và khi lấy được vật đó thẩm giang bất ngờ bật tay ném đi. Víu. Một đạo hồng quang liền lóe lên sau đó là một tiếng kêu đau đớn. Nhưng được chủ nhân của tiếng kêu cố kìm làm cho nhỏ lại thật nhỏ. Hỡi. Thẩm Giang phát hiện có một bóng người lao mút hút vào bóng đêm. Từ một tiểu khẩu nhỏ ngay bên trên đỉnh động khẩu Thẩm Giang vật Tiểu Hiền đang có mặt. Vừa nhìn thấy thân pháp của nhân vật đó, Thẩm Giang đành thở dài và dòng tay thu hồi đạo hồng quang kia lại. Từ lúc Thẩm Giang ném vật đi vô tình cũng buông tay khỏi miệng Tiểu Hiền. Vì thế nàng được dịp mở miệng để nói nên thành những tiếng thì thảo. Kết quả như thế nào? Thẩm Giang đáp. Đối phương vẫn cố bỏ chạy dù sao tài hạ cũng nhận ra là ai nhậm hiểu lam là lão kẻ mà trước kia ngươi từng nói là đại sư bá của ngươi thẩm giang thở dài chính là lão không hiểu đến đây làm gì tiểu hiền cũng dần dần to tiếng vì thấy thẩm giang không còn thì thào như lúc nãy nàng bảo lúc phát giác lão xuất hiện bang chủ cũng từng đặt nghi vấn này và định tâm tìm cách bắt lão để truy xét rất tiếc việc chưa thành sự ta lại bị gia cát nghi gọi về nên không hề biết kết cục thẩm giang nghi hoặc lão họ nhập đã thoát thân đó là điều chắc chắn nhưng sao lão vẫn quanh quẩn mãi nơi này không nhân lúc tài hạ gây náo loạn để tháo chạy tiểu hiền cũng cảm thấy lạ lão chọn nơi này để nấp rồi bị bọn ta phát hiện rõ ràng lão chưa muốn ly khai nơi này tại sao thẩm giang hoang mang lão bị hồng hồng sát thủ đả thương tuy đau nhưng không dám kêu đó là vì lão cũng sợ gây kinh động đến bọn gia cắt quân như bọn ta đổ tính tỏ lão cố ý lưu lại nơi này nhưng lưu lại để làm gì tiểu hiền động tâm hay đây là nơi lão cần phải có mặt lão có hẹn hay đang muốn tìm một vật gì đó thẩm giang giật mình tìm vật ư ừ, rất có thể có lý nào lão đoán ra đã có manh mối tiểu hiền kinh nghi manh mối gì dường như ngươi đã đoán ra ẩn ý của lão nhậm thẩm giang chậm chậm hít vào một hơi không sai nếu tài hạ đoán không lầm nhậm hiểu lam đến đây là để tìm vật còn đó là vật gì thú thật đến tài hạ cũng không biết nhưng chỉ cần tìm thấy lão mọi việc ắt tỏa tưởng tiểu hiền lo sợ tìm ngay bây giờ ư nhớ chạm mặt bang chủ thì sao thẩm giang trấn an tạm thời chỉ có một mình tại hạ đi tìm cô nương cứ ẩn nhẫn chờ ở đây tại hạ sẽ sớm quay lại với cô nương nàng giữ tay thẩm giang lại đừng ta sợ lắm thẩm giang cố giải thích đừng ngại tại hạ sẽ nhanh chóng quay lại và giả như có xảy ra điều gì bất chắc chỉ cần cô nương tìm cách ném vật này lên không tại hạ sẽ thấy và quay lại ngay Thẩm Giang trao trả vào đức nãy cho Tiểu Hiền Tiểu Hiền chợt hỏi Ngươi nói đây là hồng hồng sát thủ Thẩm Giang phỉ cười Hồng hồng sát thủ là tên của chiêu thức Còn vật thì mang tên hồng chỉ hoàn Vì cô nương đang cầm vật này hộ thân Thầy hạ chỉ cho cô nương biết cách vận dụng Nhờ được bài cách phát chiêu hồng hồng sát Thổ Vừa lạ với yên tâm Tiểu Hiền mới vui vẻ Được rồi ngươi đi đi Nếu có gì bất ổn ta sẽ dùng vật này Báo tín hiệu giúp ngươi mau quay lại Thẩm Giang gật đầu đáp ứng và nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Thoạt đầu Thẩm Giang chỉ định tâm là sẽ tìm những chỗ không xa để có gì còn kịp quay lại ứng cứu cho Tiểu Hiển. Nhưng sau đó độ một canh giờ Thẩm Giang chợt nghe ở hướng đông bỗng vang lên tiếng kêu thê thảm. Kinh nghi Thẩm Giang vận lực lao thật nhanh về phía vừa phát ra tiếng gạo. Đi chưa được bao xa tiếng gạo một lần nữa vang lên giữa đêm thanh vắng. Nghi ngờ bị trúng kế điệu hổ ly sơn Thẩm Giang hối hả quay lại bước vào động khẩu thẩm giang bằng hoàng vì không còn thấy tiểu hiền đâu phẫn nộ thẩm giang lại vận lực lao đi sau khi cẩn trọng dò xét phát hiện bọn gia cát quân dường như đã bỏ đi từ lúc chiều thẩm giang như người chợt rơi vào quãi mơ hồ hoặc đây là kế nghi binh của lão gia cát quân hoặc ở vị long sơn này đang biến thành nơi quần long tụ hội tiếng gào phát lên hai lượt rồi câm bặt phải chăng vừa có đến hai nhân vật thảm tử càng nghĩ càng lo sợ thẩm giang lập tâm phải làm rõ hư thực điều bí ẩn này sau một lúc lâu dò xét khắp khu vực phía đông cuối cùng thẩm giang cũng phát hiện phần nào bí ẩn nhậm hiểu lam giờ đã biến thành một cái xác không hồn hung thủ còn lưu lại một hàng chữ kẻ phản bội phải chết thẩm giang nghe lạnh khắp người đây là khẩu khí thường có ở đoan mộc vũ thiếu giáo chủ thánh giáo và chỉ có thánh giáo mới đủ tư cách gọi nhậm hiểu lam là kẻ phản bội vì họ nhậm đã từng là đường chủ của thánh giáo khi lão cam tâm giao chọn dương gia viện vào tay đoan mộc vũ cố ngưng thần lắng nghe để biết bọn thánh giáo bây giờ đang nấp ở đâu thẩm giang chật đanh giọng quát là cao nhân nào hay mau xuất đầu lộ diện vút năm bóng người tuần tự xuất hiện và một trong năm bóng người cũng lên tiếng ngã phật tử bi võ lâm trung nguyên quả có lắm anh tài tiểu thiếu hiệp tuổi chỉ chừng đôi chín nhưng xét về tài mạo lẫn thân thủ đều đáng cho bọn lão nạp khâm phục thẩm giang ngỡ ngàng nhìn họ Một lực của thẩm giang cũng vào loại tinh tưởng Thế nhưng ngoài việc chỉ nhìn thấy họ là những nhân vật khoác áo tăng bảo màu xám, khó phân biệt màu vì màn đêm bao phủ, thẩm giang còn chưa dám quyết chắc họ có niên kỷ vào độ nào. Vậy mà ngược lại, như nhân vật nọ vừa nói rạch sỏi, họ có thờ năng lực để biết thẩm giang có niên kỷ bao nhiêu, có thân thổ nông sâu thế nào. Họ là ai từ đâu đến, bản lĩnh của họ khiến thẩm giang có phần khiếp đảm. Hỏi nó để hỏi thầm, chứ thẩm giang nào dám để lộ cho họ biết chỗ yếu kém, do đó để tạo thêm ít nhiều thời gian, hầu tự tìm ra những lời giải thích phần nào chuẩn xác. Thẩm Giang đưa mắt nhìn thi thể nhậm hiểu Lam và ông Dung lên tiếng. Đây là kiệt tác của chư vị ư, nhân vật nọ xua tay loạn. Không phải, không phải, tiểu thiếu hiệp chớ nghĩ như vậy, tội lắm. Bọn nó nạp một phần là người xuất gia phần nữa chỉ là mới vào Trung Nguyên chưa lâu, nào dám gây náo loạn khích nộ quần hào Trung Nguyên. Trong bốn nhân vật còn lại chợt có một người tiến đến kết chạm vào nhân vật đang nói và rất nặng khi nhân vật này phát thoại Thẩm Giang dù cố lắng nghe Chỉ nghe hàng tràng ra những tiếng xì xồ xì xào tịnh không thể nào hiểu nổi Đang lúc mơ hồ hiểu xuất xứ của những nhân vật này Thẩm Giang nảy nghe nhân vật đã từng phát thoại bằng tiếng trung nguyên Và lắc đầu vừa bật ra một tràng ra những tiếng xì xồ xì xào như cách nhân vật kia vừa nói Thẩm Giang chờ khi nhân vật nọ rút lại liền hỏi chư vị không phải người trung nguyên Nhân vật nọ tỏ vẻ miễn cưỡng đáp lời Thẩm Giang bọn lão nạp đương nhiên không phải người trung nguyên và như đại ca hộ pháp vừa nhờ lão nạp hỏi mong tiểu thiếu hiệp chỉ giáo cho phải chăng đây chính là vĩ long sơn nơi theo lời mọi người truyền tụng tòng uy đức lão tiên sinh từng lưu ngộ cho đến khi tạ thế thẩm giang chấn động hóa ra chư vị cố tìm đến vĩ long sơn này nhân vật nọ cau mặt tiểu thiếu hiệp hãy đáp lời lão nạp đã thẩm giang kịp trấn tĩnh không sai đây chính là vĩ long sơn Chư vị đến đợt nơi này phải chăng là có người chỉ điểm Sao người đó không cho chư vị biết rõ danh xưng của nơi này Nhân vật nọ thay vì đáp lời thẩm giang chợt quay đầu nhìn bốn nhân vật còn lại để tiếp tục bọt ra những thanh âm lạ tai. Tương tự bốn nhân vật kia hầu như đều tranh nhau phát thoại, tranh nhau hỏi nhân vật nọ tạo cho thẩm giang cảm giác là họ đang tìm cách phô diễn thư âm thanh lạ tai đó cho một thính giả duy nhất bất đắc dĩ chính là thẩm giang. Tuy vậy, không hiểu từ lúc nào, Thẩm Giang bắt gặp một vài tia mắt kỳ lạ đang được một vài nhân vật trong số họ vừa xì xô xì sao vừa ném vào Thẩm Giang. Khi chạm phải những tia mắt đó, Thẩm Giang tự dưng phải có phản ứng và cũng thận trọng nhìn lại họ. Chỉ khi nhân vật nọ quay lại phát thoại bằng tiếng Trung Nguyên, Thẩm Giang mới hiểu vì sao họ vừa có những cái nhìn kỳ lạ đó. Nhân vật nọ vẫn không quên câu nghi vấn Thẩm Giang đang nêu nhân vật nọ từ tốn giải thích. Bọn nó nạp đến đây đương nhiên là nhờ có người dẫn đường. Thật đáng tiếc do y bất ngờ trở mặt và do bọn lão nạp cần phải giữ kín hành tung nên Thẩm răng hiểu ra nên chư vì buộc phải hạ thủ người dẫn đường Nhân vật nọ gật đầu liền vài cái Tiểu Thiếu Hiệp nói rất đúng Chỉ là bất đắc dĩ thôi và vì không còn biện pháp nào khác rõ ràng bọn nó nạp buộc phải hạ thủ y. Đây chỉ là sự bắt buộc bọn nó nạp giờ đây vẫn còn cảm thấy hối tiếc vậy mà họ nói không dám gây náo loạn hoặc khích nộ người trung nguyên thẩm răng cởi nhẹ tại hạ vì nghe có hai tiếng gào đột ngột phát nên động tâm tìm đến thì ra tiếng gào thứ hai nào do người dẫn đường của chư vị lúc tuyệt mệnh đã phát ra chẳng hay chư vị có thể cho tài hạ nhìn thấy diện mạo của người đó nhân vật nọ lắc đầu tuyệt đối không được tại sao chư vị không muốn tài hạ nhìn hay có nguyên nhân khác nhân vật nọ thở dài vẻ hối tiếc nói ra sở thiếu hiệp thất kinh do bọn lão nạp quá ư tản nhẫn người đó ngoài việc định trở mặt cố ý hãm hại chính lão nạp lúc xuất thủ để tự vệ do lão nạp không ngờ y lại kém đến vậy nên có lỡ dùng sát thổ vào lúc này đây đầu của y đã nát bét diện mạo cũng chẳng còn tiểu thiếu hiệp không nên nhìn thì hơn một nhân vật trung nguyên đã bị bọn ngoại tộc đả tử thẩm giang thật sự cảm thấy bất nhẫn thẩm giang vẫn cởi nhẹ tài hạ không phải hạng kém đẩm lực dù sao tài hạ cũng cần minh bạch Nhậu xem đó có đúng là người đã phát tiếng gào thứ hai không thiếu hiệp bắt buộc phải nhìn ư thẩm răng gật đầu có điều này thiết tưởng tài hạ phải cho chư vị biết tài hạ vì đang cần tìm lại vị bằng hữu nên hai tiếng gào có làm cho tài hạ quan tâm nhân vật ngọt ngắt lời lệnh bằng hữu thất tông lúc nào thẩm răng đáp đã hai canh giả nhân vật nọ thở ra khoan khoái như vậy tiểu thiếu hiệp bất tất phải quá lo người dẫn đường đã theo bọn não nạp từ trước tuyệt đối không thể là quý bằng hữu thẩm giang vẫn khăng khăng tại bằng hữu vốn có nhiều thủ nhân nếu kẻ đã bị chư vị hạ thủ lại là người có liên quan thầy hạ từ đó có thể đoán ra ai là kẻ đã bắt giữ tại bằng hữu nhân vật nọ lộ vẻ miễn cưỡng như vậy tiểu thiếu hiệp không xem không được thẩm giang gật đầu mong chư vị ưng thuận nhân vật nọ lập tức vẫy tay được mời tiểu thiếu hiệp cùng đi nhân vật nọ dẫn đường thẩm giang là người đi kế và bốn nhân vật kia dường như cố tình đi chậm ở phía sau qua động thái của họ thẩm giang hiểu họ đang nghi kỵ nên cố tình lập sẵn thế tiền hậu giáp công tự tin vào bản thân thẩm giang vẫn thản nhiên bước đi sau khi vượt qua một eo núi khuất nẻo nhân vật nọ dừng lại đưa tay chỉ vào một bụi cây ôm tồm mọc sắt ngay chân núi bọn ông nạp chưa kịp an táng y tiểu thiếu hiệp cứ tự nhiên đưa mắt nhìn lướt địa hình thẩm giang cười thầm đồng thời thẩm giang vẫn ông dung tiến đến bụi cây xem xét quả nhiên có một thi thể với thiên linh cái đã bị bóp vỡ đây quả là chảo công thượng thừa và cách ra tay cũng quá độc ác. Thẩm Giang vừa nghĩ thầm vừa cố dò tìm lai lịch của thi thể nọ. Nhưng nhân vật nọ vừa đề quyết với một thi thể không còn diện mạo Thẩm Giang thật khó nhận dạng. Những tưởng thất bại Thẩm Giang định quay đi thì chợt nhìn thấy lòng bàn tay tả của thi thể nọ. Dù đang co có vấn đề lộ ra một góc nhỏ của một vật có màu trắng. Động tâm Thẩm Giang ngồi xuống. Nhân vật nọ ở phía sau vì vẫn dõi nhìn nên thấy thái độ này của Thẩm Giang nhân vật nọ hỏi. Chiếu hiệp có quen biết y Thanh âm của nhân vật nọ toát đầy sự cảnh giác đủ để cho thẩm giang tìm cách loại bỏ sự lưu tâm của nhân vật nọ Vờ dùng tay sở qua y phục và thuận tiện cũng sở lại vị thế nằm của thi thể nọ thẩm giang lắc đầu Không người này từ y phục đến dáng dấp đều xa lạ Thầy hạ thật khó đoán biết lai lịch Qua động tác sở nắm rốt cuộc thẩm giang cũng mở được lòng bàn tay của thi thể Và nhẹ nhàng giấu mảnh hoa tiên vào lấy được vào người Thẩm Giang sau đó đứng lên và từ từ quay lại Và đột nhiên Thẩm Giang vỡ kêu lớn Sao chư vị nhìn tại hạ bằng những ánh mắt này dường như chư vị đang có ý đồ bất lợi cho tại hạ Năm nhân vật nọ đã âm thầm tiến lên Và cố tình đứng chấn giữ các nẻo Có thể giúp Thẩm Giang thoát khỏi vòng vây cỏ họa Đó là nguyên do khiến Thẩm Giang phải vỡ kinh hãi Nhân vật nọ vẫn một mực tử tốn Dù đang nói với Thẩm Giang những lời không hề có thiện ý Tiểu thiếu hiệp xin chớ hoảng sợ, vị Long Sơn này rất sao lạ với bọn nó nạp và bọn nó nạp vì phải thực hiện đúng mệnh lệnh nên không thể không đến vị Long Sơn. Bọn nó nạp chỉ muốn tiểu thiếu hiệp nhận giúp một việc. Thẩm Giang vẫn vở sợ hãi. Muốn gì thì từ từ nói chứ vì đâu thể ngoài miệng thì nhờ. Nhưng lại có hành vi chỉ muốn tài hạ phải khuất phục. Nhân vật nọ đưa mắt nhìn động bọn. Bọn nó nạp không còn cách lựa chọn nào khác, đành phải dùng cách này để nai nỉ thiếu hiệp thuận tình làm người dẫn đường. thẩm giang phụt thở phào hóa ra chư vị chỉ mong tại hạ làm người dẫn đường nhân vật nọ kinh ngạc tiểu thiếu hiệp chấp thuận thẩm giang phỉ cậy. chư vị là những người từ xa mới đến đương nhiên cần phải có dẫn đường và nếu chỉ để dẫn đường không thôi việc gì tại hạ phải tỏ ra là người hiệp lượng. nhân vật nọ lập tức thở phào vậy thì hay quá chúng ta thẩm giang đột nhiên đưa tay ngăn lại chậm đã tại hạ không thể dẫn đường nếu chưa biết chư vị định đi đến đâu tìm gì hoặc tìm ai nhân vật nọ bỡ ngỡ cái này bốn nhân vật kia vì không am hiểu tính trung nguyên nên phản ứng của họ cứ tùy theo phản ứng hoặc sắc mặt của thẩm giang và đồng bọn qua nét mặt hết vui mừng rồi lại ngơ ngác của đồng bọn bốn nhân vật kia một lần nữa tranh nhau xì xồ hỏi nhân vật nọ nhân vật nọ đành phải đáp trả có vẻ như đang thuật lại từng lời nói của thẩm giang thẩm giang thấy bốn nhân vật kia lắc đầu tiếp đó đến lượt nhân vật nọ vừa lắc đầu vừa giải thích cho thẩm giang hiểu Do không dám trái lệnh, bọn lão nạp không thể để cho thiếu hiệp biết do nơi cần đến. Thẩm giang bật cười. Nếu nào vậy tài hạ cũng không thể dẫn đường. Vì dẫn đường như thế có khác nào tài hạ là người mơ hồ dẫn theo một nhóm người càng mơ hồ nhiều hơn. Lộ vẻ miễn cưỡng nhân vật nó bảo. Bọn con lão nạp chỉ có thể tiết nội cho tiểu thiếu hiệp biết chút ít về địa điểm cần tìm đến. Thẩm giang cố giấu nỗi vui mừng. Tài hạ cũng đâu cần biết nhiều, chỉ cần biết phương hướng cần đến là đổ nếu có thêm ít chi tiết về địa hình địa vật thì càng tốt sẽ dễ tìm hơn nhân vật nói hít vào một hơi như để có một quyết định đúng đắn phương hướng thì chính là hướng đông này tuy nhiên điểm phải tìm là nơi có địa hình tương tự như đảo rồng tức long thổ thẩm răng hoang mang long thổ nơi này vốn chỉ có địa danh vĩ long đó là vĩ tất không thể có thêm phần thổ chư vị đừng có đùa như vậy ông nạp không hề đùa gọi là Vĩ Long vì đầu đã được che giấu tiểu tiêu hiệp là người thông thuộc địa hình hy vọng. Thẩm Giang nghiêm mặt. Thầy Hạ chưa từng nói thầy Hạ là người thông thuộc địa hình, nhân vật nọ sửng sốt. Nói như vậy là sao? Là thầy Hạ cũng chỉ mới đến Vĩ Long Sơn như chư vị, nhân vật nọ trợn mắt. Hóa ra từ nãy đến giờ tiểu tiêu hiệp chỉ muốn hí lộng bọn lão nạp. Thẩm răng ung dung lắc đầu. Thầy Hạ không hề hí lộng. Không tin tôn giá thử nhớ lại xem có lời nào của tài hạ là lời hí lộng chăng. Nhân vật nọ sau một lúc ngẫm nghĩ chật lạnh giọng Đành rằng ngươi không hề hĩ lộng Nhưng vì mọi chuyện đã bị tiết lộ Lão nạp đành phải sát nhân diệt khẩu Thẩm răng cởi nhặt Như chư vị vừa hạ thổ người này ư Đừng quá tự đề cao như vậy Hãy thử thực hiện xem liệu có làm được không đã Nhân vật nọ cởi gần Không có gì xích long thổ này không làm được Hãy xem Ngay lúc xích long thổ phát cảnh Bốn nhân vật nọ cũng cẩn trọng chấn giữ phương vị Quyết không cho thẩm giang có cơ hội thoát thân rất tiếc lúc mới đến thẩm giang đã xem rõ địa hình vì thế thẩm giang vẫn ung dung bật cười hả hả tại hạ xin cáo biệt vút toàn thân thẩm giang bay vọt lên nhẹ nhàng như thần long khởi thế lao nhanh lên vách đá bất chợt thẩm giang nghe xích long thủ quát lớn chạy đi đâu cho thoát đỡ ngọn cành kia nhanh thật nhanh lao ập đến sát lưng thẩm giang khiến thẩm giang nghi ngại cúi đầu nhìn xuống và thẩm giang lập tức nhìn thấy một bàn tay ẩn đỏ đang vuôn vuốt lao đến sắp chạm vào người khó có thể ngờ xích long thủ lại có thủ pháp và thân thủ nhanh đến vậy thẩm giang vội giương tay ra đỡ thẳng vào xích thủ nọ ầm uhm. toàn thân thẩm giang dao động khiến chân khí nhất thời rối loạn suýt phải rơi xuống lập tức hít một hơi thật nhanh kịp ổn định chân lực thẩm giang tiếp tục bật nao lên trên thêm một đoạn nữa vút xích long thủ lại gầm quỷ ảnh vô thường ngươi là đồng môn hay là truyền nhân của quỷ y đường chủ y đường của bổn môn vừa gầm xích nông thủ vừa bật tung người quyết liệt đuổi theo thẩm giang trong khi đó vừa nghe xích nông thủ hỏi thẩm giang liền bật lên tiếng quát phẫn nộ hóa ra bọn ngươi là thủ ấn môn càng tốt đỡ phí công ta tìm bọn ngươi đỡ thẩm giang ngưng ngay việc bỏ chạy thay vào đó vừa cố tình trầm người xuống thẩm giang vừa hất mạnh vào xích nông thủ một kình trầm trọng bùng xích nông thủ mất đà phải rơi xuống thẩm giang cũng tìm cách hạ thân cố tình hạ thân mé ngoài dồn cả năm nhân vật nọ phải đứng tốm tổm sát chân núi bọn họ chuẩn bị hiệp công phát cảnh thẩm giang nhanh hơn bật lên tiếng gầm kinh thiên động địa đã là thủ ấn môn tất phải chết thẩm giang hất xong thủ tạo ra nhị kình một đỏ rực một trắng ngọc xích long thủ bật kêu thái dương và bảo toàn nhị công phu ngũ long trận khỏi phát đánh ầm ầm xích long thủ quá vội quên mất đồng bọn không thể hiểu tiếng trung nguyên trưởng của lão và đồng bọn vì thế không hề có sợ hiệp nhất kết quả thẩm giang hiểu rõ tình thế đang phải đối đầu với ngũ long trận của thủ ấn môn và ngũ long trận thật sự phát động khi có một chàng dài xì xô của một lão tăng tây tặng giận dữ phát ra năm bàn tay được bọn họ nhẹ nhàng vung vẩy tạo một áp lực kinh hồn bức dồn vào thẩm giang khiến thẩm giang phải nhượng bộ bước lùi được dịp năm tăng nhân tây tạng tản khai hình thành thế vây thẩm giang vào giữa và từ lúc này trở đi thẩm giang thấy tất cả cùng im lặng. Chỉ để một tăng nhân duy nhất dùng thổ ngữ Tây Tạng hạ lệnh điều động ngũ long trận. Sau khi thử đối kháng một vài kỉnh thăm dò thẩm giang có cảm nhận uy lực ngũ long trận lợi hại hơn ngũ hành trận do gia cát nghi trước kia vận dụng điều này có nghĩa là nếu thẩm giang thiếu cân nhắc chỉ một chút khinh suất nhỏ thôi Tất sẽ phải chuốc tai họa thảm bại thẩm giang bật cẩm vang hãy xem tuyệt kỹ của ta toàn thân thẩm giang vụt trượt đi phô diễn một loại công phu dị hoặc có thể nói khắp thế gian này chưa từng có với đấu pháp này thẩm giang như hồ điệp xuyên hoa lúc xuất hiện trước mặt người này lúc lòn ra phía sau nhân vật kia khiến bọn tăng nhân tây tạng nhất thời phải loạn nhãn chưa hết tùy từng đối tượng mỗi khi xuất hiện trước mặt hoặc ngay bên cạnh người nào thẩm giang lại có từng đấu pháp thích ứng Đủ để uy hiếp hoặc làm cho nhân vật đó tự biết nguy phải lo xuất thủ đối chiêu ầm à ầm tuần tự như thế thẩm giang đã làm cho ngũ long trận tơi tả đến thất điên bát đảo và những thâm anh xì xà xì xồ tha hồ được bọn tăng nhân tây tạng phát ra loạn xạ sau cùng về quá tức giận tăng nhân thông thảo tiếng trung nguyên cũng phải bỏ thổ ngữ tây tạng để gầm vang tiểu tử tuyệt đối ngươi không phải truyền nhân cũng không phải đồng môn của quỷ y đường chủ ngươi thật sự là đệ tử của ai thẩm giang cười hăng hắc ha 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 muốn truy tìm xuất xứ võ học của ta à? cứ đỡ trưởng này sẽ biết. ầm um. xích long thổ hét toáng lên, Là thái dương thần trưởng càng tốt hay đỡ thổ ấn tuyệt công của ta. thẩm giang bỗng trượt người lùi lại, thản nhiên nhìn hữu thủ của tăng nhân xích long thổ vừa đột nhiên dài ra thêm những hai xích. biết rõ đó là công phu tuy bí ẩn nhưng đầy lợi hại của thổ ấn môn, như xích long thổ vừa gọi là thổ ấn tuyệt công, thẩm giang càng thêm cẩn trọng khi nghe từ phía sau vừa phát ra tiếng gió cảnh. Không thể ước lượng khoảng cách gặp bản thân và địch nhân theo lối thông thường. Trái lại phải tính thêm vào đó hai hoặc ba xích nếu kẻ địch vận dụng thủ ấn tuyệt công. Thẩm Giang lập tức trượt người về mé tả, cố tình lao thẳng vào một tăng nhân Tây Tạng đang chấn giữ phương vị đó. Tuy thế, binh bất yếm trá, Thẩm Giang chỉ lao đi nửa vời nên bất ngờ ngoặt lại để quật một kình vào nhân vật vừa cố tình phát chiêu ám toán. Lãnh khí tuôn ra khiến sức long thổ giật mình kêu Bảo toàn âm công Ngươi là thiếu giáo chủ thánh giáo ầm ầm Thẩm giang này trượt người Hồng hổ xuyên qua xuyên lại khắp ngũ long trận Chợt lúc đó có chàng cười khanh khách vọng đến Hạ 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 Bảo tiểu tử là người của thánh giáo có khác nào Chứ vì lạt ma xem bổn giáo chủ là người bội ước Yên tâm đi Để bổn giáo chủ đích thân bắt giữ tiểu tử Giúp quý môn thôi nghi ngờ hành ý hiệp tác của bổn giáo vút 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 giữa đường trường nên xuất hiện ba nhân vật tất cả đều lờm lờm nhìn thầm sang vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ sáu tiểu thuyết hồng hồng sát thủ của tác giả giả dạ cổ long nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo